Ok, hello xin chào mọi người, chào mọi người đến với channel của mình và mình lại là Hát. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với Minecraft Survival tập thứ 2. Thì mình có quay một cái tập trước xây căn nhà cực kỳ đẹp đẽ luôn. Mà mình xong rồi mình mới nhận ra là mình chưa có bật cái mic trên cái chương trình Bandicam để quay của mình. Nhưng mà không sao đâu. Thì mình sẽ gọi là chiếu cái phần đó ở cuối tập. Tức là mình sẽ tóm gọn lại cái cảnh mình xây nhà thôi. Còn cái cảnh khác thì tập đó mình cũng chỉ xây nhà nè, xây nóc nhà rồi thêm mấy cái cửa này vô thôi. Wow. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục survival. Từ để mình giết con này cái đó. Nó là mối hiểm họa không ạ? Ôi, what the? Cái gì thế này? Từ từ anh sẽ cân hết. Ôi, ôi, không an toàn rồi. Ôi, chết hết đi. Không đứa nào được sống cả. Đúng rồi, chết hết đi. Và tập này chúng ta sẽ đi mai. Mình không, kiểu như là mình để chế độ quay mà nó không có, không thu âm mic để em mình quay mấy cái tập mà liên minh huyền thoại mà không tiếng á, cái như là có tập up lên cho mấy bạn xem á, cái mình quên bật lại. Cái lúc quay xong chỉnh sửa, đang chỉnh sửa thì mới nhận ra là hình như mình chưa có bật mic. Bấm vào thì đúng là vậy luôn, chưa có bật mic. Ok, tập này chúng ta sẽ đi mai để coi những thứ gì không cần có hết ở nhà đi. Thối nè, gunpowder này, bone spring, spider eyes. Cây này đã trồng đi. Ok, để coi còn gì nữa không. Chắc hết rồi. Rồi chúng ta sẽ lấy một cái lò đi. Lấy một cái bàn chế tạo. Chắc đủ rồi đó. Rồi, đi thôi. Mình chưa có tìm được một cái hang nhỏ đâu đó, cho nên là bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi cuộc hành trình đi tìm hang. Super, đừng có nổ nha. Wow, thế mà mình vẫn nổ được, đúng là liều thật chứ. Ok, mình sẽ đi xuống hướng này để coi có gì ngon ở đây không. Ôi, biển à. Biển cả mênh mông, bỏ đi. Trong này nếu mà nó có tiếng ù thì các bạn thông cảm với mình nha, tại vì mình đeo bật cái quạt sau lưng mình đây nè, cho nên là cái tiếng không hiểu sao cái này nó thu âm được cả cái tiếng quạt luôn. Mình mấy lần trước thì nó ù là vậy á, còn bữa mình kiểu như tối không có lạnh lắm nên là mình không có mở cái kia. Đúng rồi, bắn nhau đi, bắn nhau đi, đúng rồi, bắn nhau đi, đúng rồi, đúng rồi, bắn nhau đi, đó trời ơi, bắn nhau đi, đúng rồi, đúng rồi, bắn đi, đúng rồi, bắn đi rồi, easy life, đó cái cách mình chơi trong tập 1 vậy đó, đợi hai con bắn nhau gần chết, không thậm chí là chết luôn mà, ôi, độc à, lại vậy. Mày chơi mày uống thuốc hồi máu mày. Mày nha, không được nha. Ô, mình lượm được cái chai không kìa. Hai chai luôn chứ không phải một chai. Ôi. Trời ham mấy vậy nữa. Kiểu này mà không cẩn thận là một phát là chết liền tại chỗ luôn. Nửa tim thì nó không giật được nữa, nhưng mà cứ hồi lại một tim thì nó cứ giật một cái. Ôi thôi nhìn bây rồi. Thôi nhìn bây rồi. Từ anh ơi, anh đang hồi máu. Ok, chúng ta đã hết cái tác dụng rồi. Giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi khám phá hang. Hang này trông có vẻ sâu nhờ. Xuống tới tầng thứ 47 rồi. Vâng, xả. Quá ngon.
thì có một cục là vậy. Mình sẽ tắt cái này đi cho nó bớt lag đi. Máy mình tuy đã nâng cấp rồi nhưng mà oh what the, đừng nhá, đừng, một tim thôi, còn có một tim thôi. Ha đi, một ha hai giết, không bị giết chứ không phải mình được giết, quên. Ôi 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 rồi, gì thế, cái gì thế này, ôi gì thế, thôi out out, chết đi, ấy da, chết đi. Ok, chúng ta sẽ coi, mình sẽ phải bắn chết con đó. Đâu nó đâu, chắc đi à. Ok đi rồi, tốt. Ồ nó kìa. Rồi xong, chúng ta giải quyết xong món nợ rồi. Bây giờ đào sắt thôi, hồi sắt gì cũng 4-5 cục vậy. Sắt giờ này ít quá ta. Ấy ok sắt tiếp, phải lấy thức ăn nè. Hồi lát lát nữa tự nhiên nó đứng một cái hết hồn. Dạo này mình sẽ bắt đầu chăm chỉ làm video lại nha, tại vì hôm qua mình đi chơi cho nên là không có quay được. Đáng lẽ ra là hôm qua là có tập này rồi mà cái bạn mình rủ mình đi chơi xong rồi nói chung là đủ kiểu đó, và mình không được, mình không phải không được mà là kiểu như là mình không thể quay được, sorry mọi người nha. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục đi khám phá hang. Và ở đây, không, chiêu cục. Tự, mà bỏ đi. Mình biết mà, thế nào mấy cái hang này chả cùng. Ủa, sắt kìa. Ủa sao nãy mình không thấy ta. Nãy mình đi ngang luôn á. Ok, hết rồi. Được 23 cục sắt, đủ một bộ giáp sắt rồi. Chúng ta có một cây áo sắt và một cây ông nguyên một bộ đồ da với một cây áo sắt, nhìn nó cũng không hợp cho lắm nhỉ. Bà đảo thế nào. Rồi chúng ta sẽ đi tiếp cái hàng mơ bỏ đề á, bỏ đề này. Ôi bá lẹ, ok tốt. Oh my god. Ôi chưa chết hả? Mày dai vậy? Mày lai mà sao mày dai vậy? Superman hay là Spiderman? Hết. Để kia rồi. 16 cục. À mình gần hết hang rồi nha. Ok, đi tiếp. Để coi. Oh my god, trận mạnh ơi. Ủa rồi sao bắn chuẩn thế. Ok, mẹ. Ok, tốt. Cái gì vậy? Vâng. Rồi, mình chưa có spawn. What the. Từ từ để mình coi mình có nhớ cảnh nào ở trên đó. Đấy, coi lên skeleton chơi lại chứ. Mình như nhà mình ở khúc bên kia, để mình đi đó, nhà mình bên kia. Ô gần hết. Ok vậy thì mình đã định hướng được cái hướng mình đi hồi nãy rồi. Đây cái hàng đó, không phải cái hàng, cái lối vào ở đâu á nhờ, như đây đúng không? Không, để coi, chúng ta sẽ phải đi lại chỗ đó để mà
mình vừa thấy một đống zombie này này nọ là tự nhiên mình chết. Ôi lát lát ôi lát đừng đừng, tự nhiên zombie nó nhảy lên cái nó đơ luôn, nó không rơi xuống. Ủa đỡ mà, trời đúng rồi, hay. Thì trong lần này chúng ta sẽ đi mai, sau khi mai tập này mình sẽ làm dài dài một tí nha, để mọi người coi lâu lâu tí. Chúng ta sẽ đi mai xong rồi chúng ta sẽ bắt đầu làm một cái nông trại farmer đó mà. Hồi nãy chúng ta đi hướng nào ta? Đây cái hàng này rồi, đúng rồi, con cream. Chúng ta phải luôn luôn bộ tắm bộ này, mình khóa chế độ normal. Tiếp 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 này. Ôi nửa tim hay tim gì đó rồi, sâu thế nhờ, không ngờ là mình đi sâu vậy luôn. Cái nãy giờ có sắt trên này sao mình không lấy. Rồi này này này, để coi nó có lát không được. Đâu rồi, đây nó vẫn còn tiếp đúng không? Tốt tốt, còn cái hang nào mình chưa đi à? Cái hang này đang đi, để đi tiếp. Cái Elderman thôi em lại à, rồi rồi. Ôi what the, đừng thôi. Ok chúng ta sẽ ăn miếng thịt này vào và đại chiến với Enderman. Ồ nó không rơi ra à, hay quá. Ôi nữa kìa, ôi chết rồi, lỡ chơi dại rồi. No no no, don't hit me please, no. Where are you going? Wow. Vâng, mình đã phải respawn lại. Ok chắc cái này mình đi đủ rồi, tại vì một viên ngọc Enderman quá ngon luôn. Chúng ta sẽ bây giờ mình sẽ phải đi kiếm cừu. Thì ở tập trước hình như là mình đi thẳng hướng này, đi lên trên đó mình sẽ có cừu. Bây giờ mình sẽ đi kiếm nhờ cái này mà nuôi bò à, sướng biết mấy ta. Mình sẽ mở một nông trại kinh doanh bò, thịt bò, sản xuất thịt bò đủ kiểu. Mình coi cách nào mà đây nó không có cừu mình không thể nào sinh sản được hết á, tại vì khi mà có cừu chúng ta mới có thịt được. Ôi kia rồi, những con cừu. Trời, bên kia thì một bầy bò, bên này thì một bầy cừu, không đâu tới một bầy đâu, tính ra nó cũng chỉ có mấy con thôi, ba con đủ luôn, ba con toàn là bò mà. Còn nó chưa lắc kịp cơ. What the, ui xấu thế. Ok đúng bên này đúng không, rồi nó nằm ở đây đây, phút này nó lắc kịp kịp nó cho mình thấy rồi nè. Đó chúng ta sẽ đặt cây đuốc ở đây, không đặt một cái cây lên đi, đào một cái cây lên thông báo là ở đây nó có cái hàng sâu á. Ba cộng long đủ rồi, ba khối. Chúng ta sẽ giết vài con bò vì chúng ta không thể nào đủ thời gian để mà kéo một đàn bò này về được. Thực ra thì nếu mà mình không quay thì mình có thể kéo được. Mình sẽ giết một vài con thôi, bữa nào để mình kéo lại đó. Ôi sắt kia nổi lên trên mặt đất luôn. Từ từ mình ăn hết chưa? Chưa. Ngon 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 ngon, nhiều thế. Không cần phải xuống heo. What the, chôn nhau đấy à? Thì
luôn mà. Trời ơi, ngay cái khúc này mà nó bể, nó gãy hơn mà mình mang theo ba cái này á, mình đã có chuẩn bị trước rồi, mình tính cả rồi. Tiếp đây, tối chết cha, về 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 lẹ, nhanh 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 đi, nhanh đi, nhanh đi. Hết chưa? Ok rồi, chuồn, té 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 36 kế, chạy ra thượng sách. Ôi Lobby ơi, được ra kìa này á. Ôi rồi 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 rồi, bỏ chạy chạy. Ok thì mình đang có dự định là ra một cái survival của một cái mod pack, đó là cái kiểu như học cổ học á, đi khám phá khủng long, xương hóa hạt khủng long hoặc là này nọ. Thì nếu mà các bạn muốn mình chơi mod pack nào thì cũng cứ comment ở dưới và cho mình một like một share để mình có động lực mình tiếp nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ vẫn tiếp tục survival. Tập này mình phải đi đánh Enderman mới được. Ender Dragon. Nói vậy nào. Phóng luôn đi. Nói đùa thôi chứ mình không phóng đâu. Đâu anh nha. Oh. Thôi. Đâu. Oh my god. Ôi sao mình đỡ? Mình đỡ mà. No. No. Nope. Vâng. Kỳ bá đạo luôn. Đấy, sẽ chết mình nằm chờ đó. Con zombie nó mặc cái gì thế kia? À không, nó không phải mặc mà là nó là zombie village. Zombie dân mạng mà. Thế hơn mà mình có kia lentil và chạy thẳng một mạch về nhà. Đúng rồi. Đúng rồi. Đỡ hết sát thương. Đúng rồi. Lẹ 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 mày chết lẹ giùm anh cái chỗ nó không biết đi vòng vòng nữa kìa trời. Chơi gì được với zombie thời A cộng này trời. Chín chín ít thời chín ít. Ơi what the, rồi thôi xong rồi, mất cái viên ngọc rồi, tiếc thiệt chứ. Tự nhiên mình đang cầm cái này mình cắm vào thì nó đổi sang cái viên ngọc và phóng một phát. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu đi, chúng ta sẽ bắt đầu nung. Cái này còn kính đúng không? Bỏ vào đây để lát nữa có gì xài. Chia ra 11. Cho lên thành 16 đi. Đó. Rồi. 16 12 hai viên. Lấy thêm một viên nữa. Không có à. Má đạo vậy. Cũng hên là gần nhà mình nó có một cái quặng than nho nhỏ nằm ở chỗ nào ta. Này. Đó, cũng hên đấy. Thường thì một quặng than nó rất là lớn, cho nên là cứ tìm được một quặng thì mình kiếm được trung bình khoảng 7 đến 8 cục, và nhiều nhất là 20 mấy cục. Tại vì hai nó một gần gần sát sát nhau á, dễ tìm mà còn nhiều nữa. Đây cái này cho vào rồi chúng ta có thể sản xuất ra được một stack rồi. Tiếp cái coi còn cái gì để cần làm không. Đây cái này mình thiếu thiếu không, không. Ok được, tiếp rồi cái này đặt ở đây và đặt ở đây hai cái này bỏ vô, hai viên bỏ vô. Ngoài ra mình còn có thịt cừu nữa, lấy lấy. Ok chúng ta bắn mất cái mũ rồi, nón. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái này.
Rồi chúng ta sẽ phải để đây để mình coi coi cái Amorstein á nó làm như thế nào ta. Một cái slab đúng không? Cái slab thì cần phải nung đá. Từ từ để mình đi lấy đá này thử coi mình đồ thì luôn vậy luôn hả? Chôn vậy luôn. Ôi, what the? Nãy cái chương trình mình nó quay mình không biết được mình quay đã bao nhiêu phút rồi. Tại tập này mình chỉ muốn quay chừng 3 đến 40 phút thôi. Mà hình như là cũng được 20 phút hơn rồi. Ok, cứ tiếp tục quay đi. Khi nào chúng ta sẽ làm xong cái farmer chúng ta sẽ nguyên tập này ở đây ha. Thì đất farmer sẽ là ở đây và chúng ta sẽ phải nối rộng cái đất này ra. Chúng ta còn đất không? Đất thì hết. Rồi đông quá, đông quá, đông quá. Đó. Đạp vô. Rồi đừng, 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 đừng. Ngay thế nhờ. Chính miếng thịt 10 miếng. 10, 10, 10, 6, còn 6 à. Chúng ta sẽ phải cấp bớt mấy cái này đi. Làm một cái giường nhỏ nhỏ xinh xắn. Gỗ gì đâu hình thế nhở. Cái này cộng với cái này đặt cái này và chúng ta sẽ để cái giường nó nằm ở đây ngủ trong một cái chính đó, nó hay ha. Cái mình có thể thấy được cái cả cái chân mình nữa khi đang ngủ. Nó không sửa lỗi, nó sửa bớt cái lỗi là lát kiểu như lát kia. Và chúng ta sẽ bắt đầu đi đào thêm một ít đá để mà có thể thuận lợi trong việc làm một cái Amorstein. Sau đó chúng ta sẽ xây một cái vườn, vườn công nghiệp thực phẩm chế biến đủ kiểu đã điểu. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu cái này để thành dây nó ra cái slab này. Rồi cái slab này chúng ta đổ rồi đây, từ cái slab này để như thế này vậy. Ủa vậy không được hả, tiếc vậy. Cho chúng ta sẽ phải nung đá rồi để coi. Lấy cái đất ra, tiếp tục đi mở rộng cái đất này ra để mà trồng cây. Cái thì hình như ở trong cái tập 2 mình có làm một cái gì đó, cái xẻng á, cái chúng ta bấm chuột phải vô đất thì nó sẽ tạo thành một cái đường giống như đường mà lót đá mà và bắt cục vậy. Thì trong tập 2 mình cũng nói là mình sẽ cố gắng kiếm resource pack cho resource pack 3D đúng rồi cho các bạn xem. Bây giờ hiện tại thì 1.9 thì nó cũng đã có resource pack 3D rồi mà nó lắc kinh khủng luôn, nó lắc mà không, các bạn không tưởng tượng được đâu. Máy mình nó cũng không phải là what the, nó cũng không phải là mạnh lắm cho nên là không thể nào mà dùng được. Tại vì mình còn phải dùng cả resource pack này nữa. Nó lắc. Nếu mà các bạn thấy 3D đẹp hơn thì cứ comment. Nói chung là mình sẽ luôn luôn làm theo ý các bạn cho nên là cứ comment ở dưới đi, mình sẽ cố gắng thực hiện ý nguyện của các bạn. Sẻn nè. Rồi đã xong rồi đúng không? Đã đây. Lấy cái này đặt vô. Không phải là thế này. Mình thì lập cái này. Để cái này vô. Ơ thế nào ta? Hay là
này. Làm thế nào ta? Bối rối à? Hơi bị bối rối rồi đó. Không được. Kỳ vậy. Mình nhớ là có một cái slab ở dưới. Ok các bạn, cho mình tới mình lên wiki mình kiếm cái nè. Ok, mình đã quay trở lại và mình chưa kịp mở wiki lên nữa. Thì mình thử lại rồi. Nó là như thế này. Đó. Oh wow. Fuck. Đùa chôn nhau thế luôn. Ok, chúng ta sẽ để cái này ở góc này đi. Rồi. Áo sắt nè, bỏ xuống đây đi. Bỏ vào. Quần, nón, áo rồi tụi lum. Bỏ ra. Bỏ vô. What the. Đó. Cái bộ giáp sắt trong này nhìn giống đấu sĩ ghê luôn. Không nhận là cái ông mà vẽ được cái này mà ông cũng gọi là trí óc tài ba luôn đó. Và mình cần có sẵn rồi đúng không? Ok, chúng ta sẽ what the. Trốn nhau cũng phải ít ít thôi, gì vừa thôi. Trốn quá ai chịu được trời. Ok, chúng ta chỉ mở rộng một phần của cái này ra thôi. Đặt vào. Rồi giờ làm hàng rào cái đó. Hàng rào thì cần rất là nhiều gỗ luôn đó. Cho mọi cục trước. Ok, chế tạo khoảng cỡ dày để thế nào ta. Cái này ra cái cửa. Đúng rồi, còn cái này ra cái này mà. Hay là cái này là phải. Rồi đúng rồi. Hao thế. Khoảng cỡ được gần như đây đi. Rồi, chúng ta sẽ bắt sang 15 cái à hả? Ít vậy. Sao mà đủ đây? Bây giờ là một cái vườn trồng cây. Từ từ để mình lắp cái bớt cái đống này lại ra. Nhìn nó ngứa mắt á. Chúng ta sẽ phải đào. Ok. Đừng chôn tôi nữa mà game ơi. Mình sẽ xây ở đây đi. Đó, đây sẽ là nơi chúng ta trồng cây gây rừng. Không, trồng cây phá rừng. Đấy. Cái này là bây giờ là mình cần phải đào một cái diện tích trước nè. 1, 2, 3. Thôi khoan khoan. Rồi 2 ô một lần. Ở vậy nha. Cái máy bay mình là mình gần sân bay quá nên là mình sẽ hơi hù cái tiếng này một tí. Có gì các bạn mà hồi nhỏ nó mít lại nha. 3, 4, 5. Mình thì chỉ thích đào 5 thôi. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, thêm 2 ô nữa để chúng ta trồng cây. Nhìn thấy hồi nãy mình lắp 2 cái ô này làm cái gì ta? Đào cho nó tốn sản mà chứ làm gì được. Ôi sao có con zombie kìa. Ô lộn, cái thịt zombie chắc phải thằng nào nó muốn đánh mình. Nó chưa kịp đánh nó chết rồi. Thì cái cây mình sẽ trồng ở đây. Từ đây thôi đó. Mình nghĩ chắc chỉ được nửa cái này quá. Với một số lượng ít như vậy thì làm sao mà chúng ta có thể làm được. Đá vây gỗ còn đang than hiếm nữa chứ. Chắc phải nhập lậu rồi. Rồi chúng ta chế tạo khoảng 5. Rồi. Cái này cỡ 8. Ok, 8. Ơi, lố rồi. Rồi, 24 cái. Chắc là sẽ đủ. Tại vì mình cần làm thêm cái chuồng gia súc nữa. Cái ở đây. Đó, mình sẽ đề phòng tất cả luôn.
không không có lối ra, không có lối vào, thiếu đúng ba cái. Không, thực ra là thiếu có hai cái cộng thêm cái cửa nữa là ba. Và như thế mà nó cũng thiếu được cơ. Cái này chia ra, chia ra rồi, đó là tất cả còn lại của mình đó, tài nguyên còn lại của mình đó. Không thì chúng ta phải đi lấy thêm gỗ rồi. Ok, cái này một đố này vậy, 1 2 3 4 5 6 4 à. Đập cái cục này đi, đập cái này vô, đập cái này vô lại. Ok, ngon. Giờ mình lấy cái này mình trồng ở đây, lấy cái này đặt ở đây, và mình sẽ làm một cái cây cuốc á. Chắc mình làm cuốc gỗ thôi, tại vì nói chung sử dụng không nhiều lắm đâu. À quên, quên mất, hãy nhớ có một thứ cực kỳ quan trọng mà chúng ta không thể thiếu được, đó là nước. Không có nước đất nó sẽ không xới lên được. Thì cơ bản như thế mà mình cũng quên được. Dạo này không nhớ nhiều cho lắm nha. Ok, tiếp tục cái này rồi. Thì đợi tin từ từ đi, mình sẽ tưới nước cho cái ruộng mình xong, mình sẽ có cái thuật này, tại vì mình còn một cái phần ở đằng sau nữa, cái phần mà tập trước á, nếu mà mình mà không có, mình ghép vô ít nhất nó cũng phải được 10 phút. Cho nên là bây giờ mình đổ nước vô cái này, tập sau chúng ta sẽ quay tiếp. Thì nói chung mình cũng đã quay được khoảng trên nửa tiếng rồi, ghép cái đoạn kia vô cỡ 40 phút thôi. Các bạn nào mà mấy vật nhìn vào ối rồi ông này cũng làm cái gì mà tới 40 phút thế, nhưng mà thật chất là mình chỉ quay có 30 phút thôi, còn cái đoạn kia nó lấn chiếm rồi, hết 10 phút rồi. Mình sẽ cố gắng làm nhanh hết mức cho nó chạy nhanh, nhưng mà các bạn vẫn có thể nhìn được nha. Để thử xong cái đống này đi. Rồi cái này bỏ qua luôn đi. Ok, mình sẽ kết thúc tập này đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong phần sau của Minecraft Survival 9. Bye bye.
Mm-hmm.